Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm đề tài tiếp theo sách kinh Công giáo và sự nguy hại của nó. 1.4 Tu sĩ Công giáo Việt Nam là những kẻ đốn mạt, tự nguyện, từ bỏ tư cách làm người để hại mình ngang hàng, chỉ làm súc vật. Chỉ có tín đồ cùng tín mới tôn họ lên làm các vị lãnh đạo tinh thần, và tân bốc gọi họ là cha, đức ông hoặc các đấng bề trên mà thôi. Các tu sĩ Công giáo hay ghi nhớ nằm lòng những điều đó và chấm dứt ngay hành vi láo xược xưng cha, xưng ông với những người Việt Nam ngoại giáo. Trình độ nhận thức của dân tộc Việt Nam ngày nay về thực chất của đạo Công giáo đã khác xa với thời Ngô Đình Diệm và tấm gương sáng oanh liệt Nagasaki của Nhật Bản thế kỷ 16-17 sẽ được dân tộc Việt Nam học tập. Sống trên quê hương Việt Nam, những người Công giáo chỉ biết ca ngợi hết lời đối với quân cướp nước và bán nước, rồi quay đầu lại nhục mạ dân tộc mình là mọi rợ. Các người mù quáng đến độ giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã chửi khéo mà các người không biết. Lời cầu nguyện của giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong lễ phong thánh cho 117 tử đạo năm 1988 đã cho chúng ta thấy rõ ràng là những người tử đạo đó đã hy sinh tính mạng nhằm phục vụ cho ai. Người là niềm vinh quang của Jerusalem, là nỗi vui mừng của Israel. Thật rõ ràng là họ đã chết không phải vì dân tộc Việt Nam, mà vì Jerusalem và Israel. Chúng ta hãy tự hỏi, cái thành phố Jerusalem kia có liên quan gì đến dân tộc Việt Nam mà 117 kẻ tử đạo đã phải chết để đem lại vinh quang cho nó? Ngay cái thành phố này, tự nó đã là hiện thân của sự chia rẽ tôn giáo đáng nguyền rủa. Hà cớ gì người Việt Nam lại phải đem sinh mạng của mình để lo cho vinh quang của nó? Báo Washington Post ngày 25 tháng 3 năm 2000 loan tin giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đến nhà thờ The Holy Sepulcher tại Jerusalem làm lễ đã kêu gọi 7 giáo phái Kitô giáo tại thành phố này hãy xóa bỏ hận thù, chém giết lẫn nhau trong nhiều thế kỷ qua để hợp nhất trong tinh thần anh em cùng cha là Chúa Kitô. Nhưng trong khi giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị làm lễ thì các nhà thờ thuộc các giáo phái Kitô khác đã khu chuông ầm ĩ để phá đám. Một giới chức trong phái đoàn của giáo hoàng đã phải thở dài và than rằng phương cách này là một cuộc chiến. Và Gioan Phaolô đệ nhị cũng đành thú nhận, từ xưa đến nay tôn giáo vẫn được sử dụng làm phương tiện cho sự chia rẽ và chiến tranh. Như vậy rõ ràng Jerusalem là một chứng tích hùng hồn về sự thất bại của cái gọi là công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, và là biểu tượng nhục nhã của chiến tranh tôn giáo đã gieo rắc biết bao thảm họa cho nhân loại trong 2000 năm qua. Cả hàng triệu tử đạo trên khắp thế giới cũng không đủ sức đem lại một chút xíu vinh quang nào cho Jerusalem, huống hồ 117 tử đạo cắt ké Việt Nam. Mọi người Việt Nam ngoại giáo rất ngạc nhiên vì không thể hiểu nổi tại sao người Công giáo Việt Nam lại phải đổ máu cho nỗi vui mừng của Israel. Cách đây 4.000 năm, cháu nội của Abraham là Jacob đã đặt tên cho đất nước Do Thái là Israel để vinh danh con bò thần tên El. Chẳng lẽ cái chết của 117 tử đạo Việt Nam chỉ để mang lại niềm vui cho dân tộc thợ bò? Người Việt Nam vẫn thường quan niệm con bò là biểu tượng của sự ngu dốt. Vì vậy tục ngữ Việt Nam có câu ngu như bò. Không có một trường hợp nào có thể áp dụng câu tục ngữ này thích hợp cho bằng trường hợp những người Việt Nam tử đạo vì vinh quang của Jerusalem và vì nỗi vui mừng của Israel. Thật đau buồn để phải nhận ra rằng máu bò Do Thái còn quý hơn máu tử đạo Việt Nam bội phận. Do đó những lời cầu nguyện của giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đọc trong buổi phong thánh cho 117 tử đạo Việt Nam năm 1988 thực chất là những lời nhục mạ Công giáo Việt Nam. Bà John Mel Việc bỏ đạo là từ chối kiếp làm con bò. Thật là chí lý. Bày họa trên thân xác người đàn bà Do Thái. Phần thứ 6. Tại Việt Nam chỉ có một dòng tu Công giáo duy nhất do người Việt Nam sáng lập, là dòng Đồng Công. Danh hiệu Đồng Công là chữ tắt của danh hiệu Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc. Dòng này do Linh Mục Trần Đình Thủ sáng lập vào cuối thập niên năm 1940 do lệnh của Giáo hoàng Piô thứ 12 Thoạt Tiên. Trụ sở dòng đặt tại Hàng Làng Liên Thủy, gần với làng Hành Thiện Nam Định. Sau năm 1954, dòng dời về xã Tam Hà, Thủ Đức. Sau năm 1975, một số thầy tu dòng Đồng Công tới định cư ở Missouri. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, ngày nay chi nhánh Đồng Công. Dòng Đồng Công hải ngoại này đã phải trở thành một đại công ty kinh doanh lòng sùng kính Đức Mẹ, với những cơ sở hết sức lớn lao rải rác khắp nơi. Trụ sở chính đặt tại Cát Thy, Missouri, Mio, với những công trình kiến trúc vĩ đại, với số giáo dân hải ngoại vừa đông đảo vừa khá giả, thêm vào đó là tài kinh doanh vượt bậc của các thầy tu. Dòng Đồng Công ngày càng làm ăn khấm khá, phát triển, tiền tài vô như nước. Tôi rất tiếc chưa có dịp đi hành hương đất thánh Missouri của Công giáo Việt Nam hải ngoại, nhưng đã được coi mấy cuốn băng video của cơ sở ngoại vi của dòng Đồng Công là câu lạc bộ văn hóa Tố Như, Box 66, Vinna, VA 22183, cũng đủ thấy sự khai thác thương mại đại vi mô của dòng tu Việt Nam này. Tôi thật kinh ngạc phục tài thao lược tay trắng làm nên, và tài mê hoặc quần chúng của những chuyên gia thánh mẫu học Việt Nam. Trong thời gian gần đây, câu lạc bộ văn hóa Tố Như mới cho ra lò một bộ băng video Mẹ yêu dấu gồm 4 cuốn: Fatima, mẹ là niềm hy vọng; 2, Lộ Đức, mẹ là nguồn yêu thương; 3, La Vang, mẹ củng cố đức tin son sắt; 4, Gudelux, chứng tích mẹ yêu dấu. Thông điệp chính yếu trong những lần Đức Mẹ hiện ra, nếu có thật, là khuyến cáo các tu sĩ, nhất là các linh mục, phải cải thiện đời sống để cứu nguy giáo hội Công giáo đang trên bờ diệt vong. Nhưng các tu sĩ hoàn toàn lặng ngơ trước những khuyến cáo này của Đức Mẹ. Trái lại, họ chỉ biết chú tâm vào việc khai thác thương mại lòng sùng kính ngây thơ của giáo dân dành cho Đức Mẹ. Hiện thân của tình mẫu tử theo nhân tính tự nhiên, nếu Đức Mẹ là đấng hiển linh như niềm tin của họ, thì Đức Mẹ đang hiện diện khắp mọi nơi. Cần gì phải tổ chức những cuộc hành hương rình rang tốn phí, mà chẳng những kẻ nhiều tiền lắm bạc mới kham nổi. Từ nhiều năm qua, dòng Đồng Công đã tổ chức nhiều cuộc hành hương tới những địa danh nổi tiếng về phép lạ của Đức Mẹ như Fatima ở Bồ Đào Nha, Lộ Đức, Lourdes ở Pháp, núi Mẹ Sầu Bi tại Oregon. Hàng năm, dòng Đồng Công tổ chức đại hội thánh mẫu thu hút 60.000 người từ khắp nơi quy tụ về thánh địa Cát Thy, Missouri. Đây là dịp để các nhà thần học hoang tưởng về khoa học thánh mẫu học, trổ tài hùng biện thuyết giảng về các phép lạ của Đức Mẹ để thỏa mãn nhu cầu ham chuộng phép lạ vô bờ bến của giáo dân Việt Nam. Trong số các chuyên gia về thánh mẫu học nổi tiếng, chúng ta phải kể đến nhà văn Phạm Đình Khiêm, tác giả cuốn Đức Mẹ La Vang, là nữ vương chiến thắng linh mục Ban Na Bê Nguyễn Đức Thiệp, cựu giám tỉnh dòng Đồng Công tại Hoa Kỳ; nhà khảo cứu Nguyễn Đức Tuyên, giáo sư Trần Ngọc Vân, tức nhà văn Trần Phong Vũ. Trần Ngọc Vân là người đã đặt tên cho cuốn sách mới toanh về Đức Mẹ là cuốn Mẹ Maria trong ánh sáng đức tin, 285 trang, giá 10 đô, của tác giả Nguyễn Nhân Lưu Âu Nhi, xuất bản tại Hoa Kỳ tháng 10 năm 2000. Nếu coi băng video của câu lạc bộ văn hóa Tố Như, chúng ta sẽ được nghe nhà thần học hoang tưởng trẻ măng là linh mục Phan Hữu Ngọc tiến sĩ thánh mẫu học thuộc dòng đồng công thuyết giảng. Cơ quan tuyên truyền chính yếu của dòng đồng công là Nguyệt Sang Trái Tim Đức Mẹ, P.O. Box 836, Cát Thy, MO 64836, Phone 4173588296. Cũng theo báo này thì từ xưa đến nay Đức Mẹ đã hiện ra khắp nơi trên thế giới hơn 30.000 lần. Mỗi lần người hiện ra đều có những phép lạ khác nhau và mặc áo sắc phục khác nhau. Chắc là Đức Mẹ có khả năng nói thông thạo mọi ngôn ngữ trên thế giới, nên người mới có thể trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh của người tới đàn con của Mẹ thuộc mọi chủng tộc. Hay mỗi lần Đức Mẹ hiện ra lại cần phải có thông dịch viên? Tôi vẫn thắc mắc không biết khi Đức Mẹ hiện ra ở La Van trên 200 năm trước đây với giáo dân Quảng Trị, người có mặc váy và quấn khăn mỏ quạ không? Người có biết ăn trầu bỏm bẻm không? Và người nói chuyện với giáo dân La Van Quảng Trị bằng giọng Bắc Kỳ, Nam Kỳ hay bằng giọng Rặc Quảng Trị? Phải chăng Đức Mẹ đã phát âm theo kiểu nược cô, còn nọng hay là ngồi? Xin các nhà thần học Công giáo thông thái làm ơn giải thích dùm. Nếu không thì đồng bào có quyền nghĩ rằng những chuyện Đức Mẹ hiện ra chỉ là những chuyện bịp, và quý vị thánh mẫu học chỉ là hạng lưu manh, ngụy trí thức, chuyên nghề lừa gạt đám tín đồ khờ dại, đã hành nghề bất lương với mục đích kiếm tiền một cách đốn mặt, hèn hạ mà thôi. Tôi không xa lạ gì với dòng độc công. Tôi đã đến thăm nhà dòng từ buổi sơ khai vào tháng 7 năm 1950 tại nhà xứ Liên Thủy, Bùi Chu. Lúc đó tôi là cậu học trò 13 tuổi. Thầy giáo dạy tôi tiểu học, lúc đó dẫn tôi và mấy đứa cùng trạc tuổi. 7. Góp ý với quý vị trí thức ngoài Công giáo. 7. Về phương diện tổng quát, Giáo hội Công giáo luôn khuyến khích tín đồ thường xuyên đọc kinh, vì đó là cách tốt nhất để nhồi sọ giáo dân và các tín điều nhảm nhí, và làm tê liệt óc phán đoán của giáo dân, khiến cho họ không còn biết suy xét gì về khác hơn ngoan ngoãn cúi đầu tuân phục mọi mệnh lệnh của Vatican. Các sách kinh nguyện đã được các chuyên gia của giáo hội soạn sẵn và đã được nghiên cứu chắt lọc hết công phu qua nhiều thời đại, nên các sách kinh này đã trở thành những công cụ chiến tranh tâm lý cực kỳ tinh vi của bọn đế quốc nham hiểm. Do đó, hậu quả tâm lý của sự tự kỷ ám thị và sự lặp lại nhiều lần, tất cả những giáo điều dù vô lý đến đâu cũng đều trở thành những chân lý tuyệt đối đầu óc của những kẻ có thói quen đọc kinh cầu nguyện hàng ngày. Bằng các sách kinh nguyện, Vatican đã đào luyện nên những tập thể giáo dân tuyệt đối trung thành với chúng trong hầu hết các quốc gia trên khắp thế giới. Những tập thể giáo dân cuồng tín này luôn luôn sẵn sàng phạm mọi tội ác, phản bội đồng bào và dân tộc để thực hiện mọi âm mưu phá hoại của đế quốc. Hầu hết các chính quyền gặp phải hoàn cảnh này đều không dám thẳng tay đàn áp vì sợ gây thánh chiến và sợ bị dư luận gán cho tội phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do tôn giáo. Nhờ đó, Vatican đã trở thành tên đầu sỏ của chủ nghĩa đế quốc tinh thần. Muốn chặn đứng những tác hại của cuốn sách kinh, trước hết chúng ta hãy cố gắng giải thích cho đồng bào của chúng ta nắm được những sự thật về đạo Công giáo và hiểu rõ bộ mặt thực chất của điệu cán của nó. Thật sự lịch sử chứng tỏ Công giáo La Mã không phải là một tôn giáo mà chỉ là một âm mưu vô cùng thâm độc của đế quốc La Mã, được ngụy trang dưới lớp vỏ tôn giáo giả mạo mà thôi. Nhiều công trình nghiên cứu đa diện của giới học giả Tây phương cận đại chứng minh rằng hầu hết những kẻ đứng đầu giáo hội ở Vatican là những kẻ vô thần, vô đạo đức và độc ác. Chúng chỉ giả vờ là những kẻ đạo đức mà thôi. Bọn đầu não Công giáo La Mã ở Vatican là một tổ chức tội ác hình sự cao cấp, chỉ vì kỹ thuật phạm tội của chúng đạt tới mức tinh vi, siêu đẳng, vượt thời đại, nên ít ai nhận ra được bản chất vô cùng độc ác và nham hiểm của chúng, mà vẫn cứ lầm tưởng chúng là những người thánh thiện. Tu sĩ được giáo dân xưng tụng là các đấng chủ chăn, thực chất chỉ là quỷ mang mặt người. Vatican là sào huyệt của mafia, đội lốt tôn giáo lưu manh nguy hiểm nhất thế giới, vì chúng là những kẻ sát nhân ác độc nhưng lại được đám đông tín đồ khờ dại cuồng tín kính trọng và vâng lời chúng tuyệt đối. Đó là lý do tại sao trong gần 17 thế kỷ qua, chúng đã gây ra biết bao nhiêu thứ tội lỗi ác trên thế giới, mà bóng ma của chúng vẫn cứ tiếp tục bao trùm cả nhân loại. Thực chất Công giáo cũng không phải là Kitô giáo, vì đế quốc La Mã đã ra sức tiêu diệt Kitô giáo rất ác liệt trong hơn 3 thế kỷ đầu công nguyên, từ năm 325 đến cuối thế kỷ thứ tư. Đế quốc La Mã lập ra đạo mới là đạo Công giáo, trên xác chết của Kitô giáo nguyên thủy, bằng cách tiêu diệt các giáo phái Kitô còn sót lại, giảm chống Công giáo. Đồng thời chúng hủy diệt các dấu tích thật về Chúa Giêsu còn sót lại ở Jerusalem, ngụy tạo thánh kinh, xuyên tạc lịch sử, đốt phá các thư viện và đốt các sách thuộc văn minh nhân bản của Hy Lạp. Sở dĩ đế quốc La Mã phải diệt nền văn hóa nhân bản Hy Lạp, vì nền văn hóa này hoàn toàn đi ngược lại bản chất phi nhân bản của Công giáo La Mã cho chúng mới thành lập. Tội ác tiêu diệt văn hóa Hy Lạp của đế quốc La Mã đã làm cho nền văn minh của nhân loại bị chậm lại cả ngàn năm. Từ năm 325 trở đi, đế quốc La Mã không hề ngược đãi Công giáo, mà chỉ lo củng cố và bành trướng tôn giáo này mà thôi. Vì Công giáo là con đẻ của đế quốc. Đến thế kỷ thứ 5, sự tiêu diệt nền văn hóa nhân bản cổ xưa của Hy Lạp gần như hoàn toàn đến nỗi tổng giám mục Tom phải khoe rằng mọi dấu vết về triết học và văn chương của thế giới cổ đã bị xóa sạch khỏi mặt đất. Tiến sĩ River đã rất có lý khi ông viết như sau: tổ chức Công giáo La Mã không phải và chưa bao giờ là một giáo hội Kitô. Nó là con điếm đã được tiên tri mô tả trong sách Khải Huyền, cuốn sách cuối cùng trong bộ Thánh Kinh Tân Ước. Đám tín đồ Công giáo khốn khổ đã bị nó phản bội và đang phải đối phó với thảm họa về tinh thần. Bọn người nguy hiểm, nhất là những kẻ bề ngoài rất sùng đạo, đặc biệt nguy hiểm khi chúng quy tụ lại thành tổ chức và nắm những vị trí chính quyền. Bọn chúng được kính trọng sâu xa bởi là những kẻ ngu dốt không biết gì về những động lực của bọn chúng ở phía sau sân khấu là hoàn toàn có tính chất vô thần và chỉ có để nhắm đến quyền lực. Kẻ Giano Văn Hố số 1 của Vatican ở Việt Nam là linh mục Phan Phát Huần, thuộc dòng Chúa Cứu Thế, tác giả cuốn Việt Nam Giáo Sử 2 tập, xuất bản lần đầu vào năm 1962. Từ đó đến nay, cuốn sách này được giới trí thức Công giáo thường xuyên sử dụng như một tài liệu tham khảo sử học chân chính. Tôi chưa cần đề cập đến phần nội dung của giáo sử này. Chỉ riêng một đoạn linh mục Huồn viết trong bài viết, bài tựa trang 20, cũng đã phạm 2 điều sai lầm nghiêm trọng về lịch sử: máu, tử đạo, đã nhuộm đỏ đất nước Việt Nam yêu quý, làm cho đất phì nhiêu tươi tốt. Lấy võ lực đàn áp Công giáo để tiêu diệt người Công giáo thì chẳng những người Công giáo không bị tiêu diệt mà còn sinh sản đông đúc thêm. Các hoàng đế Roma muốn tiêu diệt người Công giáo thì ngày nay trên thủ đô Roma phất phới trước gió cách oai hùng quốc kỳ Vatican, tượng trưng cho giáo quyền của giáo hội. Sai lầm thứ nhất của linh mục Huồn là đã ngộ nhận Kitô giáo nguyên thủy với Công giáo La Mã. Lịch sử thế giới đã chứng minh trong 3 thế kỷ đầu công nguyên, Kitô giáo không có nhà thờ mà chỉ có phòng hội, không biết Thiên Chúa Ba Ngôi là gì, không thờ ảnh tượng và không tin, và không thờ bà Maria đồng trinh. Thậm chí họ cũng không thờ Giêsu mà chỉ coi Ngài như một bậc thầy khôn ngoan mà thôi. Do đó, không có thánh lễ Misa, không có phép mình Thánh Chúa. Cuối thế kỷ thứ 3, vị giám mục nổi tiếng nhất thời đó là Arius, người Hy Lạp, đã sáng tác ra những bài thơ tóm tắt giáo lý của Kitô giáo nguyên thủy. Thiên Chúa là đấng duy nhất không được sinh ra bởi ai, đấng duy nhất vĩnh cửu, duy nhất thật, duy nhất khôn ngoan. Giêsu là một tạo vật giống như chúng ta. Năm 325, Ariot cũng được công ty tin mời họp công đồng Nisia cùng với các giám mục Kitô khác như Athanaos và Maxilot. Cùng các vị giám mục này giữ vững niềm tin Kitô nguyên thủy nên không chịu ký tên công nhận kinh tin kính của công ty tin. Kết quả là Arius bị công ty tin giết chết năm 336. Athanasius và bà Maxilot bị bắt đưa đi đày. Hàng ngàn tín đồ Kitô bị đế quốc sát hại. 14 năm sau, Maxilot được thả ra. Ông viết sách lên án công giáo là tà đạo, có nghĩa là đạo thờ ba Thiên Chúa ám chỉ là một thứ đa thần giáo với những tín điều bịa đặt và hoàn toàn trái ngược với Kitô giáo nguyên thủy là một độc thần giáo chân chính. Năm 340, đế quốc La Mã chính thức đưa tôn giáo chúng thành lập lên một thành đạo chính thức của toàn đế quốc và đặt cho nó là Công giáo. Tất cả những gì là đặc trưng của Công giáo ngày nay đều do đế quốc La Mã bày đặt ra sau năm 325. Từ đó chẳng có hoàng đế La Mã nào muốn tiêu diệt người Công giáo, vì Công giáo là đế quốc La Mã một thời. Những nhận định của Linh Mục Huồng là hoàn toàn sai trái, vì những điều đó trái ngược với lịch sử đã được các yếu tố khách quan xác nhận. Chúng ta không nên quên một điều rất thực tế là trong các loại sách Công giáo không có sách nào quan trọng cho bằng các sách kinh nguyện. Đại đa số các gia đình giáo dân không có sách thánh kinh, nhưng gia đình nào cũng có ít nhất một cuốn sách kinh nguyện. Đại đa số giáo dân không đọc thánh kinh, nhưng đã là giáo dân, nếu không thuộc nhiều cũng phải thuộc một số kinh nguyện cần thiết. Các bài kinh nguyện là chủ chốt hình thành tư tưởng của tập thể tín đồ, chứ không phải là thánh kinh hay một thứ sách nào khác. Từ đầu thập niên 1990 đến nay, khắp thế giới bùng lên phong trào giải trừ Kitô giáo với hàng trăm cuốn sách và hàng ngàn bài báo giá trị tấn công mọi mặt, khiến cho tôn giáo này đã bị lung lay tận nền tảng của nó. Điều đáng chú ý là hầu hết các tác giả của các sách báo này đều là những người Kitô giáo tỉnh ngộ trong thế giới Tây phương. Trong một số đó đặc biệt có nhiều tác giả nguyên là những tu sĩ cao cấp. Đáng chú ý là những tu sĩ thuộc dòng tên, hoặc là những giáo sư chuyên khoa tôn giáo học tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Cũng trong thời gian đó, tại hải ngoại chúng ta thấy xuất hiện khá nhiều sách báo Việt ngữ có nội dung lên án đạo Công giáo và đặc biệt tố giác tính cách phản dân tộc của Công giáo Việt Nam. Nhưng hầu hết các sách báo Việt ngữ này đều sản phẩm của quý vị Việt kiều trí thức ngoài Công giáo, khác với những sách chống Công giáo ác liệt nhất ở các nước Âu Mỹ, hầu như đều là sản phẩm tinh thần của những người Công giáo tỉnh ngộ. Trước năm 1975, tại miền Nam Việt Nam, hầu như không một ai dám viết sách báo bằng Việt ngữ để công khai và trực diện đả kích Công giáo. Điều đó dễ hiểu vì miền Nam Việt Nam dưới hai thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa, áp lực chính trị của Công giáo quá mạnh. Bọn mật vụ cận lao, bọn chính trị hoặc đầu Công giáo cũng như bọn cha cố mafia không từ bỏ một thủ đoạn ác độc đê tiện nào mà không dám làm để triệt hạ những người dám lên tiếng chống bọn chúng. Tập san tiếng loa cảnh báo của nhóm Công giáo cực đoan do cựu nghị sĩ Trương Tiến Đạt chủ biên, xuất bản tại San John tháng 11 năm 1998 đã viết: Cộng sản chiếm chính quyền và quyết tâm diệt đạo, nhưng chỉ phá được cảnh yên vui sống đạo, phá nhà thờ, nhà trường, các hội đoàn và cản trở các hoạt động tôn giáo, nhưng đã không phá được đức tin và lòng mộ đạo. Hơn nữa, số người mới theo đạo Công giáo lại còn nhiều hơn thời trước. Rõ ràng Cộng sản Việt Nam chỉ biết phá đạo cách vụng về và đã thất bại. Trang 39. Lối phá đạo của Cộng sản không nguy hiểm, vì đó là sự tấn công từ bên ngoài và dùng sự cưỡng bách là chính. Trang 40. Công giáo sợ nhất là sự phá đạo từ trong phá ra. Thứ đến, Công giáo rất sợ sự giáo dục và tự do tư tưởng, vì đó là những thứ vũ khí hữu hiệu nhất để tiêu diệt mê tín. Chẳng khác nào dùng ánh sáng để tiêu diệt bóng tối. Căn bản của lòng cuồng tín tôn giáo là sự ngu dốt. Giáo dục và tự do tư tưởng soi rọi ánh sáng vào những vùng tối tâm linh, thì sự mê muội tôn giáo phải đội nón ra đi. Chính nhờ kết quả của giáo dục và tự do tư tưởng tại các nước dân chủ tự do Âu Mỹ mà Công giáo La Mã đang lâm nguy dậy chết. Dùng cưỡng bách và đàn áp để diệt đạo là hạ sách, vì Công giáo chẳng khác nào cỏ dại. Nếu ta càng dập nó mạnh bao nhiêu thì bông cỏ lại càng văng xa, tung té và lan rộng thêm bấy nhiêu. Do những nhận định trên, tôi không tin tưởng vào khả năng diệt đạo của chính quyền Việt Nam ở quê nhà, mà đặt nhiều hy vọng vào khả năng giáo dục và bài trừ mê tín nơi quý vị trí thức ngoại giáo tại hải ngoại. Những cố gắng của quý vị trong những năm qua chắc chắn đã soi sáng tâm linh cho một số giáo dân cuồng tín tại hải ngoại cũng như ở trong nước. Đây là một công tác giáo dục hết sức chính đáng và cần thiết để cứu nguy dân tộc và góp phần bảo tồn truyền thống văn hóa nhà nước. Tuy nhiên, những cố gắng của quý vị đã bị hạn chế rất nhiều bởi những nguyên nhân sẽ được trình bày sau đây, mà theo thiện ý của tôi, quý vị có thể đã không biết hoặc không để ý tới vì lý do quý vị không phải là những người trong cuộc. Nguyên nhân 1. Trước hết, mỗi khi phát hiện có sách báo chống đạo, các cha cố thường giảng tại nhà thờ lưu ý giáo dân về những sách báo đó và công khai ngăn cấm giáo dân đọc. Phần đông giáo dân ngây thơ răm rắp tuân lệnh các cha cố nên đã không đọc và không hề biết nội dung của những sách báo chống đạo nói gì. Bằng phương cách đơn giản này, các cha cố đã dễ dàng vô hiệu hóa tác dụng giáo dục của quý vị. Do vậy, cái não trạng của đa số giáo dân vẫn như xưa và chẳng có gì thay đổi. Nói lên điều này, tôi muốn lưu ý quý vị một sự thật. Muốn cho công cuộc giáo dục bài trừ mê tín đạt kết quả tốt, việc trước hết là phải bằng mọi cách loại trừ toàn bộ hệ thống tu sĩ Công giáo, vì họ là một bức tường kiên cố ngăn cản ánh sáng giáo dục, khiến cho nó không thể xoay tới vùng bóng tối tâm linh của tập thể giáo dân. Nói cách khác, chừng nào còn hệ thống tu sĩ Công giáo thì chừng đó công cuộc giáo dục bài trừ mê tín sẽ không thành công. Nguyên nhân 2. Khi viết sách báo chống Công giáo, quý vị thường quá chú trọng đến những điều sai trái trong Thánh Kinh như thuyết đà tạo dựng hay thuyết cứu rỗi, và quý vị chủ quan tin rằng quý vị đã nắm chắc phần thắng trong việc tấn công những điều sai trái này. Quý vị tưởng rằng cứ tấn công vào những điều căn bản đó thì đạo Công giáo sẽ sụp đổ. Nhưng thưa quý vị, đây thật sự là một ảo tưởng. Bởi lẽ sự lãnh đạo vô cùng xảo quyệt của Vatican, các cha cố đã sẵn trong tay vô số những lập luận lươn lẹo để giải thích cho giáo dân. Hầu hết giáo dân có trình độ hiểu biết thấp kém, nên khi nghe cha cố giải thích đều thấy xuôi tai, không thắc mắc gì thêm và vẫn tiếp tục sùng đạo như xưa. Muốn biết nghệ thuật giải thích lươn lẹo rất tài tình của Bộ Tham mưu Thần học Vatican ra sao, xin quý vị hãy tìm đọc cuốn Giáo lý mới thời đại mới 517 trang do Đất Bạn phát hành tại Houston, Texas năm 1996. Thí dụ Thánh Kinh dạy rằng Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong 7 ngày. Sách Giáo lý mới giải thích nên hiểu chữ ngày ở đây là thời đại, và mỗi thời đại có thể kéo dài qua nhiều triệu năm. Nhưng không có ai luận rằng nếu ngày có nghĩa là thời đại thì làm sao cây cọ thảo mọc sống được, vì theo Thánh Kinh Chúa sinh cây cọ trước mặt trời. Về trường hợp Thánh Tổ Abraham lấy em gái làm vợ và toan giết con để tế thần, sách Giáo lý mới giải thích chúng ta không được mời gọi để bắt chước những việc của Abraham làm, nhưng cốt để chú ý đến thái độ trung thành của ông đối với Thiên Chúa, trang 54. Nguyên nhân 3. Có một điều quý vị trí thức ngoại giáo không thể ngờ tới, đó là sự uyển chuyển linh động và co giãn như cao su của đức tin Công giáo. Đây là một khám phá của giới học giả Tây phương trong thời gian gần đây, Vào đầu thập niên 1970, tiến sĩ sử học Tim Dolay đã quy tụ 70 giáo sư chuyên khoa về các môn sử học, khảo cổ học, tôn giáo học, triết học và thần học thuộc trường đại học danh tiếng Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và các nước châu Âu. Họ đã cùng nhau làm việc trong 7 năm để hoàn thành một công trình nghiên cứu về Kitô giáo. Họ đã đúc kết công trình nghiên cứu của họ trong 2 tác phẩm đồ sộ mang tên Edman Handbook of the People và Edman Handbook of the Sixth Century. Mỗi bộ sách này dày trên 700 trang giấy khổ lớn do Edman Publishing Co. xuất bản lần đầu tại Anh và Mỹ năm 1977, tái bản năm 1987. Mỗi lần in mỗi đầu sách 750.000 cuốn. Trong khi cùng làm việc với nhau, họ cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao Kitô giáo, đặc biệt là Công giáo La Mã, vẫn có khả năng vượt thoát mọi đình đốn và vẫn tồn tại sau biết bao đợt tấn công dữ dội của các giới trí thức Âu Châu như phong trào Enlightenment trong thế kỷ 18 và các giới khoa học trong thế kỷ 19-20. Phần đông chúng ta đều nghĩ rằng đức tin là những điều căn bản cố định và không một ai có tư cách để sửa đổi. Trong thực tế không phải vậy. Kitô giáo nói chung và Công giáo La Mã nói riêng có khả năng đáng kinh ngạc trong việc tự điều chỉnh và canh tăng đức tin của mình. Đó là một khả năng đặc biệt giúp Kitô giáo vượt thắng mọi đợt tấn công để tiếp tục tồn tại và phát triển như ngày nay. Một thí dụ điển hình cho việc tự điều chỉnh đức tin là vụ Vatican sửa đổi Kinh Tin Kính. Chúng ta đã biết Kinh Tin Kính là được hình thành trong công đồng Nice năm 325 để trở thành một bản tóm lược tín điều căn bản của đạo Công giáo trong 16 thế kỷ qua. Vậy mà Vatican đã dám sửa đổi một số điều quan trọng để bài kinh này có thể phù hợp với thời đại ngày nay. Kinh Tin Kính của có câu Chúa Giêsu chết và tán xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Kinh Tin Kính mới sửa lại Chúa Giêsu chịu khổ hình và mai táng đời phong Siophilato, ngày thứ ba sống lại như lời Thánh Kinh. Giáo lý mới thời đại mới, trang 160. Như vậy ta thấy qua bài Kinh Tin Kính mới, Vatican không xác nhận Giêsu đã chết trên cây thập giá, mà chỉ nói trống là Giêsu chịu khổ hình mà thôi. Chúng ta được biết qua vụ khám nghiệm thánh tích tấm vải liệm tại Turin vào tháng 10 năm 1978. Giới khoa học quốc tế đã xác nhận tấm vải liệm Turin là thật và các dấu vết trên tấm vải liệm này chứng tỏ Giêsu đã thoát chết sau khổ hình đóng đinh trên núi Sọ. Sau cơn hôn mê, Giêsu đã tỉnh dậy chứ không phải từ kẻ chết sống lại. Xin đọc tấm vải liệm xác của Giêsu. Chắc Liên Nguyễn trong cuốn Kitô giáo từ thực chất đến huyền thoại, trang 267-281, hoặc trong cuốn Petrus Trương Vĩnh Ký tuyển tập, trang 157-165. Do đó Vatican đã sửa lại Kinh Tin Kính bằng cách không xác nhận Giêsu đã từ kẻ chết sống lại và chỉ nói trống là Giêsu đã sống lại như lời Thánh Kinh. Vatican cũng loại bỏ việc Chúa xuống ngục tổ tông, tức luyện ngục, vì ngục tổ tông là một vấn đề gây tranh cãi sôi nổi tại các nước Tây phương đã dùng Vatican vào thế bí. Cuối cùng, Vatican đã bỏ luôn câu này trong khỏi Kinh Tin Kính. D. Muốn giáo dục tập thể giáo dân có hiệu quả, quý vị cần phải dùng văn phong rõ ràng, mạch lạc để soi sáng vấn đề và phải dùng những từ ngữ thông dụng để họ có thể hiểu được. Thí dụ, khi nói đến Holy Spirit hay Jean Baptist, quý vị cần sử dụng những danh từ mà người Công giáo quen dùng, được Đức Chúa Thánh Thần và Thánh Gioan Bautista, thì họ sẽ hiểu ngay. Nếu quý vị gọi là Holy Spirit là con ma thánh, là gọi Jean Baptist là răng rửa tội, thì mọi người Công giáo sẽ không hiểu quý vị đang nói cái gì. Khi quý vị viết sách mà người đọc không hiểu thì mọi cố gắng giáo dục của quý vị sẽ thành vô hiệu. 7B. Về một số từ ngữ tôn giáo, tôi đề nghị quý vị tác giả ngoại giáo không nên gọi đạo Công giáo là đạo Gia Tô, vì danh từ này không chính xác. Chúng ta đã biết trong các kinh nguyện được viết bằng Hán tự, Chúa Giêsu được gọi là Thần Chúa Gia Tô. Chẳng hạn như trong kinh Phục Dị có câu Thần Chúa Gia Tô thục tội thi ân chi đại, có nghĩa là Chúa Giêsu chuộc tội và ban ơn rất lớn. Như vậy Gia Tô là tiếng Hán tự phiên âm tên Chúa Giêsu chứ không phải là tiếng phiên âm chữ Catholic. Trong tác phẩm Phá Ngục Tù, nơi trang 283, tác giả Trần Văn Kha đã lầm lẫn viết rằng Gia Tô là tiếng phiên âm từ chữ Catholic. Thật ra đạo Công giáo đã được truyền vào Việt Nam từ năm 1533. Đến nay đã gần 5 thế kỷ, chữ quốc ngữ mới được phổ biến tại Việt Nam trong đầu thế kỷ 20. Từ đầu thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20, các sách kinh cũng như các tài liệu truyền giáo đều được viết bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm. Sở dĩ người Việt thời xưa quen gọi đạo Công giáo là đạo Gia Tô vì các cụ đồ nho thấy đạo này thời Chúa Giêsu mà chữ Hán gọi là Gia Tô nên gọi đạo này là đạo Gia Tô. Và điểm này ông Trần Quý đã viết rất đúng. Người Việt ta thường gọi đạo Giêsu là đạo Gia Tô, nguyên nhân vì người Trung Hoa phiên chữ Giêsu sang chữ Hán. Người Việt đọc chữ Hán theo âm ngữ Nho thành Gia Tô. Phần mở đầu tác phẩm Lòng Tin Âu Mỹ đấy, Đồng Thanh xuất bản năm 1996. Tuy nhiên chúng ta không thể gọi đạo Công giáo là đạo Gia Tô, vì trên thế giới không có đạo nào được gọi là đạo Giêsu hay đạo Gia Tô cả. Người ta gọi các đạo thời Chúa Giêsu, Chúa Gia Tô là Chithan Nithai, tức Cơ Đốc giáo theo phiên âm Hán tự, hoặc các tiếng Chúa Giêsu được tin rằng Ngài là Đấng Cứu Thế, chết là tiếng Anh và tiếng Pháp phiên âm tiếng Hy Lạp Christos, người Hán phiên âm Christos là Cơ Đốc. Trước Công đồng Vatican II, các sách kinh nguyện Công giáo Việt Nam phiên âm Christos là Kirisito. Sau năm 1965, danh từ Kirisito được rút ngắn lại thành Kitô. Nếu ta dùng danh từ Gia Tô để gọi đạo Công giáo thì chẳng hóa ra Công giáo là đạo duy nhất thời Chúa Giêsu hay sao? Ngoài Công giáo ra còn có nhiều đạo khác cũng thời như Chúa Giêsu, như Chính thống giáo, Anh giáo và trên 200 giáo phái Tin lành. Tất cả các tín đồ của các tôn giáo này đều được gọi chung là các Kitô hữu. Vì mặc dù họ thuộc những giáo hội khác nhau nhưng họ có chung một niềm tin Chúa Giêsu là Đấng chết Kitô. Công giáo La Mã chỉ là một trong những giáo phái của Kitô giáo và không phải là đạo duy nhất tôn thờ Chúa Giêsu, Thần Chúa Gia Tô, nên không thể gọi là đạo này là đạo Gia Tô được. Thiết tưởng chúng ta cần phân biệt rõ rệt giữa nhân vật Giêsu và huyền thoại Kitô. Giêsu là một nhân vật có thật trong lịch sử, tên thật theo ngôn ngữ Hebrew do cha nuôi Joseph đặt lúc mới sinh là Yeshua, tiếng Hy Lạp phiên âm thành Yeshua. Tiếng Latin cũng như tiếng Anh và Pháp đều phiên âm là Giêsu. Theo các cuộc phiên nghiên cứu thánh kinh và lịch sử trong những thế kỷ gần đây thì Giêsu sinh khoảng năm thứ tư trước công nguyên, bị đế quốc La Mã đóng đinh trên thập giá năm 29, tức lúc đó Giêsu tròn 33 tuổi. Theo kết quả giảo nghiệm tấm vải liệm xác Giêsu của phái đoàn khoa học quốc tế tại Turin, nước Ý vào tháng 10 năm 1978, căn cứ vào những vết máu, mồ hôi và chất nhờn da thịt của Giêsu hiện còn dính trên tấm vải liệm, các nhà khoa học đã ước đoán Giêsu cao 1m82 và cân nặng 79 kg. Tôi đã trình bày hơi dài dòng về vấn đề này không ngoài mục đích để xác nhận Giêsu là một nhân vật có thật trong lịch sử. Trái lại, Kitô là một huyền thoại chứ không phải là một nhân vật có thật. Huyền thoại Kitô đã phát sinh từ Babylon vào khoảng năm 4.000 năm trước công nguyên, và huyền thoại này đã xâm nhập vào kinh thánh Cựu Ước Do Thái vào khoảng thế kỷ thứ 10 trước công nguyên. Cho tới nay, những người theo đạo Do Thái vẫn tin rằng Chúa Kitô chưa ra đời. Họ phủ nhận Giêsu là Kitô. Đối với họ, Giêsu đã chết không phải với tư cách của một đấng cứu thế, nhưng với tư cách là một công dân Do Thái chống đế quốc La Mã. Bọn đế quốc đã thần thánh hóa Giêsu bằng huyền thoại Kitô. Nói cách khác, Giêsu đã được chúng Kitô hóa để trở thành Thiên Chúa, nhằm mục đích biến Giêsu thành cái bông men rang quay ngược trở lại để tàn sát dân tộc Do Thái để trả thù. Tôi cũng đề nghị quý vị không nên gọi Công giáo là Thiên Chúa giáo, vì trên thế giới người ta gọi các đạo thờ chung một Thiên Chúa là monothen, tức nhất thần giáo hoặc độc thần giáo, chứ không có đạo nào được gọi là Thiên Chúa giáo cả. Monothen gồm có 3 tôn giáo là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Công giáo chỉ là một giáo phái của Kitô giáo, và Kitô giáo chỉ là một trong 3 tôn giáo thuộc hệ thống nhất thần giáo mà thôi. Chúng ta đã biết rằng các đạo thờ Chúa là sản phẩm của Tây phương, bao gồm các nước Âu Mỹ và các nước Do Thái, Ả Rập. Do đó chúng ta nên hiểu tôn giáo này theo định nghĩa của họ. Đối với người Tây phương, nếu nói lời monothen là người ta nghĩ ngay đến những tôn giáo bắt nguồn từ Kinh Thánh Cựu Ước Do Thái, gồm có đạo Do Thái, đạo Kitô và đạo Hồi. Tất cả mọi người ngoài 3 tôn giáo này đều được gọi là người ngoại giáo. Chúng ta cũng không nên gọi Công giáo La Mã là Cato Roma. Theo tôi hiểu, quý vị muốn tránh dùng danh từ Công giáo vì quý vị cho rằng danh từ này ám chỉ Công giáo là quốc giáo. Thật ra, nếu chúng ta hiểu chữ Catholic là Sacrilegion là hay là Public Religion là chúng ta đã đánh giá quá thấp ý đồ thâm độc của đế quốc La Mã. Trong 3 thế kỷ đầu công nguyên, không có đạo Công giáo nào, mà chỉ có đạo Kitô với rất nhiều giáo phái khác nhau. Năm 325, đế quốc La Mã thống nhất các giáo phái Kitô bằng võ lực. Năm 340, đế quốc La Mã đổi tên Kitô giáo thành Công giáo. Tiếng Latin Catholic có nghĩa là toàn cầu. Kẻ chủ mưu là hoàng đế Constantine không tin đạo của Công giáo, nhưng đã cố tình biến thành đạo này một công cụ chính trị để giúp y thực hiện mộng bá chủ toàn cầu dưới chiêu bài tôn giáo. Y nêu ra khẩu hiệu in hoc singo vincet, có nghĩa là với dấu hiệu thánh giá ta sẽ chiến thắng thế giới. Từ điển Bách Khoa, Công giáo đã viết rất rõ về điều này như sau: thực chất Công giáo La Mã là mộ đạo do đế quốc La Mã lập nên trên nấm mồ của Kitô giáo Nguyên Thủy, và được ngược lại giáo lý của đạo Kitô lúc ban đầu chỉ thờ một Thiên Chúa chứ không thờ Thiên Chúa ba ngôi. Vì đạo Kitô đã được đế quốc La Mã biến đổi thành Công giáo, và Công giáo thống trị tâm linh Âu Châu nhiều thế kỷ, nên người ta quen gọi Công giáo là Kitô giáo. Cũng do đó, người ta đã gọi Thiên Chúa ba ngôi là Thiên Chúa của Kitô giáo. Xin đọc chương 4 tác phẩm bestseller của History of God của cựu nữ tu sĩ Công giáo Anh Quốc Karen Armstrong. Tác giả trình bày vấn đề này hết sức rõ ràng dưới tiểu đề Trinity, trang 107-131. Một số vị tri thức ngoài Công giáo đã lầm lẫn dịch chữ Chithan God là thần Gia Tô. Thật ra Chithan God có nghĩa là Thiên Chúa theo quan niệm của Kitô giáo, tức quan niệm về Thiên Chúa ba ngôi. Trong các kinh nguyện bằng chữ Hán thì danh từ thần Chúa Gia Tô có nghĩa là Đức Chúa Giêsu. Như vậy Gia Tô là tiếng phiên âm chữ Hán để gọi tên Giêsu. Còn chữ Chithaneri là Kitô giáo theo phiên âm Việt Nam. Người Hán phiên âm là Cơ đốc giáo, bắt nguồn từ chỗ phiên âm tiếng Hy Lạp Chittot là Cơ đốc. Tiến sĩ Lý Khôi Việt dịch chữ Chithan God là thần Gia Tô theo tôi nghĩ là không đúng nghĩa. Sách Phật giáo và Quốc đại Việt Nam của tác giả Lý Khôi, Việt, Viện Tư tưởng Viện Phật xuất bản năm 2000, trang 378. Giáo sư Trần Trung Ngọc lầm lẫn chích Tan God với Thiên Chúa Jehovah, còn gọi là Elohim, tức con bò, thần El của đạo Do Thái. Ông viết theo Thánh Kinh, thần Kitô đã dạy dân mà Ngài chọn. Nếu chúng ta thấu hiểu âm mưu vô cùng thâm độc của đế quốc La Mã, thì khi chúng lập ra đạo Công giáo, có nghĩa là tôn giáo toàn cầu, vào năm 325, thì chúng ta sẽ cố gắng làm cho đồng bào của chúng ta hiểu rõ ý nghĩa xâm lược toàn cầu của chúng qua chiêu bài tôn giáo bịp bợm hơn là phiên âm thành Cato Roma, vì tiếng phiên âm này đã làm mất đi chữ công với ý nghĩa tuyên nguyên thủy tham vọng toàn cầu của bọn đế quốc. Ngoài ra cũng xin nói thêm là sở dĩ người ta dùng danh từ Công giáo La Mã cốt để phân biệt với nhiều giáo phái Công giáo khác như Công giáo Ai Cập, Công giáo Hy Lạp, Công giáo Anh, tức Anh giáo. Tôi sẽ cố gắng trở lại vấn đề này nêu trên với đủ chi tiết trong một bài viết riêng. Phụ lục: câu chuyện ly kỳ về một thánh tích 2000 năm lịch sử, tấm vải liệm xác Chúa. Hai thuyết quan trọng bậc nhất làm trường cột cho Kitô giáo là thuyết tạo dựng và cứu rỗi. Theo thuyết tạo dựng, Thượng Đế sinh ra vũ trụ và con người khoảng 6 đến 10.000 năm trước đây. Thuyết này đã bị khoa học bác bỏ qua thuyết Big Bang, và các khám phá của môn khảo cổ học cho biết con người có mặt trên quả địa cầu này từ khoảng trên 150.000 năm, mà độc giả sẽ thấy trong bài của Nguyễn Hồng Ngọc. Về thuyết cứu rỗi nói rằng Chúa Giêsu được Chúa Cha phái xuống trần gian chịu chết trên cây thập tự để chuộc tội cho nhân loại. Sau đó Ngài sống trở lại và bay về trời với Chúa Cha, nhưng qua tấm vải liệm mà các nhà khoa học quốc tế giảo nghiệm ngày 8 tháng 10 năm 1978 cho thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự không chết, chứ không phải đã chết và sống trở lại rồi bay về trời. Qua bài sưu tầm dưới đây của Trác Lưu Nghĩa, lời giới thiệu trong cuốn Kitô giáo từ thực chất đến huyền thoại, cuối tháng 5 năm 1996 vừa qua, Đài Phát thanh VOV Houston có loan một tin nhắn tấm vải liệm xác Chúa Giêsu là một thánh tích rất nổi tiếng qua nhiều thế kỷ đã bị tòa thánh La Mã xác nhận là một vật giả mạo. Thực ra đây không phải là một tin mới mẻ gì cách đây 8 năm. Vào tháng 10 năm 1988, Tòa Thánh đã tổ chức một cuộc họp báo tại London, chính thức công bố thánh tích tấm vải liệm Chúa đã bị ngụy tạo trong khoảng thời gian từ 1250 đến năm 1390. Sự công bố trên của Tòa Thánh La Mã đã gây ngạc nhiên cho nhiều giới khoa học. Học giả và ký giả từng quan tâm đến thánh tích này vì sự công bố của La Mã hoàn toàn trái ngược với kết quả cuộc giảo nghiệm của Ủy ban Khoa học Quốc tế được tổ chức tại Turin, Ý vào tháng 10 năm 1978. Kết quả cuộc nghiên cứu của 1978 đã xác nhận tấm vải liệm xác Chúa Giêsu là thật. Do đó, nhiều học giả và ký giả đã tự động mở cuộc điều tra để tìm hiểu ngọn nguồn về sự việc. Trong số đó có hai học giả Đức Holger Cát Thy và Ilma Gruber. Sau nhiều năm nghiên cứu lịch sử và tiếp xúc với các nhà khoa học đã từng tham dự các cuộc giảo nghiệm năm 78 và năm 88 nói trên, họ đã tường trình kết quả các cuộc điều tra riêng của họ trong một cuốn sách được viết bằng tiếng Đức. Cuốn sách này do chính các tác giả chuyển sang tiếng Anh với tựa đề Đời Giêsu không basis 337 trang, Element Co, xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1994. Về độc giả Việt ngữ hiểu rõ hơn về thánh tích rất nổi tiếng tại các nước Âu Mỹ trong nhiều thế kỷ qua, chúng tôi xin tóm lược phần nói về tấm vải liệm trong một cuốn sách nói trên với một cách ngắn gọn. Xuất xứ tấm vải liệm dưới đề mục bí mật núi Sọ, Elma Rupert đã kể chuyện xuất xứ của tấm vải liệm như sau. Năm 29 sau Công nguyên, Giêsu 33 tuổi, người xứ thuộc địa Galilee đã bị quan tòa quyền La Mã Pilatus tuyên án tử hình về tội chính trị âm mưu gây bạo loạn chống chính quyền. Một toán lính La Mã đã dẫn Giêsu lên núi Sọ ở Gothola. Ở Jerusalem, xử tử bằng cách đóng đinh vào thập giá. Lúc đó là buổi chiều thứ Sáu, ngày hôm sau là ngày lễ vượt qua. Nhằm ngày thứ Bảy, Sa-bát, theo tục lệ Do Thái thì mọi tử tội đều phải chôn cất trước ngày Sa-bát. Vì Thánh Kinh đã dạy mặt trời không thể chiếu trên xác tử tội vào ngày Sa-bát. Hai người bạn thân của Giêsu là Joseph và Arimathea và Nicodemus là những người rất giàu có và quyền thế. Cả hai đều là thành viên của hội đồng của tối cao của Do Thái, là một chính quyền bản xứ do La Mã lập ra để coi trọng mọi việc về tôn giáo và luật lệ Do Thái. Hai người này cũng đều quen biết Pilatus. Joseph và Nicodemus biết trước từ lâu việc chính quyền La Mã đã quyết định xử tử Giêsu. Tuy họ không thể cứu Giêsu thoát khỏi án tử hình, nhưng họ đã cố gắng tìm mọi cách can thiệp với Pilatus, cho phép họ tháo xác Giêsu xuống càng sớm càng tốt. Để kịp thời cứu sống, Joseph đã mua sẵn một khu vườn nằm sát bên núi Sọ, xây sẵn một ngôi mộ lớn có nhiều phòng, xung quanh có cây cối che khuất. Nicodemus mua một số lượng thuốc men rất lớn mà theo kinh Phúc Âm của John 19:2.30 kể rằng Nicodemus đến với Chúa vào ban đêm, mang theo dầu mốt và lô hồi nặng 100 thon, tương đương 100 phao. Đó là chất thuốc có tác dụng gây mê, tẩy uế và chữa trị vết thương. Trong lúc còn bị treo lên thập giá, Giêsu kêu khát nước. Một sĩ quan La Mã đã dùng một miếng bột biển thấm giấm, rồi lấy cây giáo đưa lên miếng bột biển đó lên miệng cho Giêsu uống. Viên sĩ quan đó thuộc hạ của Pilatus, cấp bậc như đại úy, chỉ huy toán hành hình Giêsu, nhưng lại là một tín đồ bí mật của ngài. Phúc Âm của Mắc, Thánh Kinh Tân Ước có tên là Mắc, ghi rõ 15:39-27:254. Viên sĩ quan này là người đã từng khen Chúa là con của Đức Chúa Trời. Sau khi uống giấm xong, Chúa nói công việc đã hoàn tất, rồi ngài cúi xuống trút linh hồn bất tỉnh. Tại sao Giêsu chết giả ngay sau khi uống giấm? Vì có phải là giấm thật không? Có thể đó là rượu, nho, pha mết và lô hồi, là hai chất Nicodemus mang lên núi Sọ rất nhiều. Sau này các nhà khoa học đã phân chất khám ra trong lô hồi có chất phenol, là chất có tác dụng gây ra tình trạng hôn mê. Dầu may lấy từ cây comifora được ông tổ y khoa Hippocrates ca ngợi là một thần dược tẩy uế, ngăn ngừa bệnh dịch và chữa trị vết thương. Cũng không loại trừ giả thuyết cho rằng trong nước giấm có pha thêm thuốc phiện, vì vào thời Giêsu ở Palestine, việc sử dụng thuốc phiện rất phổ biến. Do đó nếu uống giấm xong, Giêsu ngất xỉu chỉ sau đó vài giờ. Và đã được phép của Pilatus, Giêsu được Joseph và Nicodemus tháo xuống khỏi thập giá và đưa ngay vào nhà mộ kín đáo trong vườn riêng của Joseph. Tại nhà mộ này, Joseph và Nicodemus đã trải sẵn một tấm vải trắng trên ghế dài bằng đá. Vì tấm vải rất dài 4m36, rộng 1m10, nên chỉ còn một nửa tấm vải cũng đủ phủ lên mặt ghế đá. Nicodemus rắc các thứ dầu và thuốc đó trước khi đặt thân xác Giêsu nằm lên trên. Do toàn thân của Giêsu lúc đó đẫm máu, nên tấm vải trắng in rõ các vết roi rướm máu ở lưng, mông, đùi và chân. Cũng nhờ các vết máu này, người ta đo được chiều cao của Giêsu là 1m82 và ước lượng thân xác ngài nặng khoảng 79 kg. với tuổi là 33. Ngài là một thanh niên khá cao, lớn, lực lưỡng. Phân nửa tấm vải còn lại được trùm qua đầu, qua mặt, ngực, bụng xuống tới bàn chân. Lúc đó hai tay của Giêsu được đặt vắt chéo nhau trên bụng. Phân nửa tấm vải này in rõ các vết tròn nhỏ do gai nhọn đâm vào trán. Một số lỗ gai đâm từ lâu trước đó nên máu đã khô đen. Bây giờ người ta tháo đinh gai ra khỏi đầu Giêsu và nên máu tươi bật chảy ra làm ướt cả mặt. Giêsu được thoa hỗn hợp dầu may và lô hội khắp thân thể. Những chất dầu này hòa lẫn với máu đã in khuôn mặt của Ngài lên tấm vải phủ kín trên thân xác. Hai cánh tay vắt chéo với lỗ đinh trên hai bàn tay, hai ống chân với hai lỗ đinh trên hai bàn chân. Buổi tối hôm đó là đêm thứ sáu, rạng sáng ngày thứ bảy, cũng là ngày lễ vượt qua. Đó là ngày đại lễ của Do Thái kỷ niệm ngày Thánh Môi-se. Tương truyền Môi-se hóa phép cho nước Hồng Hải rẽ ra và Thánh đã dẫn toàn dân Do Thái thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập để tiến đến miền đất hứa Palestine. Vào thời đó, người Do Thái dùng âm lịch và ngày lễ vượt qua trùng vào dịp trăng tròn rắc sáng ban đêm. Mọi người dân Jerusalem, thủ phủ của nước Do Thái, đều lo sửa soạn ăn mừng ngày lễ lớn nhất của họ. Không có ai để ý đến người tử tội đã bị xử tử hồi chiều qua. Người tử tội Giêsu lúc này đã tỉnh dậy vì chất giấm gây mê đã hết tác dụng. Đêm đó dưới ánh trăng rằm, Joseph, Nicodemus và các thiên thần mặc áo trắng đã đưa Giêsu từ nhà mồ của Joseph đến một nơi bí mật an toàn hơn để tiếp tục chữa các trị các vết thương cho Ngài. Về sau, do sự khám phá từ hơn trên 100 cuốn sách cổ đại của Qumran ra gần thần biển chết, người ta mới biết các thiên thần mặc áo trắng đó là các tu sĩ kim y sĩ thuộc giáo phái Essene, một giáo phái xuất phát từ đạo Do Thái nhưng đã được biến cải thành Kitô giáo trước Giêsu. Trước đó 3 năm, một tu sĩ nổi tiếng của giáo phái này là John Paul đã làm phép rửa tội cho Giêsu trên sông Giođan. Chỉ cách Coran có 5 km, các tu sĩ thuộc giáo phái này luôn luôn mặc áo dài trắng, thường hay chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo trên khắp nước Do Thái thời ấy. Sau khi đưa Giêsu đến một nơi an toàn hơn, họ đã để ở lại ngôi mộ tấm vải liệm xác Chúa Giêsu. Sáng hôm sau, Chủ nhật, Do Thái gọi là ngày đầu tuần, một nữ tín đồ thân thiết của Giêsu là Mary Magdalene đến thăm mộ Chúa. Phúc âm Thánh Kinh của Gioan 20:2.1 đến trang 18 kể chi tiết như sau. Magdalene đến thăm mộ Chúa trong buổi sáng ngày đầu tuần. Lúc ấy trời hãy còn tối, bà thấy hòn đá chắn cửa hang đã dời đi nơi khác. Bà vô cùng hỗn hoắc bèn đi tìm Peter, Phêrô và Gioan, than khóc với hai người rằng không biết ai đã mang xác Chúa ra khỏi mộ rồi. Gioan, tông đồ cũng là một trong những 4 vị thánh viết phúc âm của Gioan 20:2.4 đến trang 7 kể tiếp. Phêrô và Gioan cùng chạy đến hang mộ Chúa, nhưng Gioan chạy nhanh hơn nên tới trước. Gioan nhìn vào hang thì thấy tấm vải liệm cuộn lại cùng chiếc khăn che mặt của Chúa. Xin lưu ý là tác giả phúc âm đã dùng động từ thì hiện tại để kể chuyện này, muốn chứng tỏ sự việc trên do tác giả chứng kiến. Tục đỉnh vinh quang của thánh tích suốt chiều dài lịch sử bị kết thúc bằng một diễn biến bất ngờ. Trong phần lớn cuốn sách đời Giêsu Compassi, học giả Holger Kathertin đã tường thuật cuộc hành trình từ Đông sang Tây của thánh tích và một biến cố bất ngờ năm 1978 đã đưa thánh tích này từ một đỉnh vinh quang xuống đáy vực của sự ô nhục. Theo phúc âm của Gioan thì Phêrô là người đầu tiên nhặt tấm vải liệm xác của Giêsu lên. Đối với người Do Thái, không ai dám nhặt vải liệm xác người chết đem về nhà, vì họ cho đó là thứ dơ bẩn. Nhưng đối với các tín đồ tin Chúa và với các môn đệ thì tấm vải liệm xác Chúa là một thánh tích vô cùng quý giá, cần phải được bảo tồn. Theo một tài liệu của Thánh Nino chết năm 335 thì tấm vải liệm xác của Giêsu có một thời gian lọt vào tay vợ của Pilatus. Bà này đã có tình cảm với Giêsu và chính bà đã khuyên chồng đừng giết ông ta. Do đó Pilatus đã rửa tay tuyên bố không liên quan, không liên can đến vụ án và giao Giêsu cho người Do Thái muốn làm gì thì làm. Sau đó tấm vải này được các cộng đồng tín đồ Kitô giáo ở Palestine kế tiếp nhau lưu giữ và truyền lại từ đời này sang đời khác. Tới năm 670, giám mục người Pháp Accord hành hương, ông đi theo một đám đông để đến một thánh đường tại đây để viếng tấm vải liệm xác Chúa. Ông trở về Pháp thuật lại chuyện này và kể chính ông ta đã hôn lên tấm vải liệm đó. Năm 944, tấm vải liệm được đưa về lưu giữ tại một nhà thờ ở Constantinople. Tháng 8 năm 1203, nó được đưa về nhà thờ ở Palakthenon ở Hy Lạp. Nhà thờ này mở cửa vào các ngày thứ 6 hàng tuần cho dân chúng đến chiêm bái và cầu nguyện. Năm 1418, tấm vải liệm được đưa về pháo đài Montfort, Pháp, thuộc quyền sở hữu của dòng họ Chakni. Năm 1452, Margaret Chakni đem triển lãm thánh tích này tại lâu đài Gemolet. Cuối cùng, bà hoàng này quyết định đem tấm vải thánh tích tặng cho quận công Sa Quay. Quận công vô cùng cảm kích đã tặng lại bà hoàng Margaret tòa lâu đài Vagabond ở Geneva và tất cả tiền lợi tức bất động sản của quận công ở Lyon. Từ đó tấm vải liệm thánh tích được lưu trữ và tôn thờ tại một thánh đường riêng của dòng họ này tại Chambéry. Năm 1506, giáo hoàng Julius II ra đạo luật công nhận tấm vải liệm là một thánh tích của Chúa Giêsu và ngài quyết định chọn ngày 4 tháng 5 hàng năm là ngày lễ chính thức của giáo hội tôn giáo thánh tích này. Từ đó các vua chúa, các nhà quý tộc, các giám mục, tu sĩ và các tín đồ có từ khắp nơi trên thế giới lũ lượt kéo đến Chambéry hành hương để được cầu nguyện trước mặt Chúa tấm vải liệm. Ngày 17 tháng 9 năm 1578, quận công Emmanuel Philippe de Savoie dời thủ đô về Turin thuộc nước Ý ngày nay. Thánh tích tấm vải liệm của Chúa được đặt trong lòng kiến khung vàng dựng ở trên bàn thờ tại nhà thờ Turin. Từ đó người ta gọi thánh tích này là khăn liệm Turin. Vào tháng 5 1931, nhân dịp đám cưới của hoàng tử Umberto, sau này trở thành vua nước Ý, tấm vải liệm được đưa ra triển lãm trong 22 ngày để cho dân chúng khắp nơi đến chiêm bái. Trong cuộc Thế chiến thứ hai, thánh tích được chuyển đến tu viện Virgin ở Oregon để được cất giữ an toàn. Tuy giáo phận Turin có nhiệm vụ bảo quản thánh tích và vải liệm của Chúa đã hơn 400 năm, nhưng quyền sở hữu vẫn thuộc dòng họ Sa Quay. Ngày 2 tháng 3 năm 1983, giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đích thân đến Lisbon, Bồ Đào Nha, gặp cựu hoàng Umberto đang tĩnh dưỡng tại đây để xin ông này chuyển nhượng quyền sở hữu tấm vải liệm. Cựu hoàng lúc đó đã rất yếu, bằng lòng tặng cho tòa thánh. 2 tuần sau, ông qua đời. Từ đây Vatican hoàn toàn làm chủ nên dễ uyển chuyển. Lúc bị thế giới đem ra mổ xẻ tấm vải liệm làm khác. Năm 1978, thành phố Turin tưng bừng làm lễ kỷ niệm 400 năm. Thành phố này có vinh dự được lưu trữ giữ một thánh tích thiêng liêng và duy nhất của giáo hội Kitô. Thánh tích được đưa ra triển lãm trong 6 tuần lễ, ngày thứ từ ngày 28 tháng 8 năm 1978 đến ngày 8 tháng 10 năm 1978. Các phương tiện truyền thông thế giới loan báo rộng rãi tin tức này. Chỉ trong 6 tuần lễ, có tới đến 3 triệu tín đồ từ khắp nơi kéo về Turin hành hương. Mọi người xếp hàng để lần lượt được đi ngang qua chiêm bái nhang thánh của Chúa in trên tấm vải liệm. Dư luận thế giới lúc đó bắt đầu bàn tán, không biết thánh tích khăn liệm của Chúa thật hay không. Nhiều nước Âu Mỹ lập các hội khoa học để điều tra vụ này. Tòa Thánh Vatican đã cũng hoan nghênh. Ủy ban quốc tế gồm các nhà khoa học ưu tú trên thế giới đến Turin dạo nghiệm. Vào ngày cuối cùng của cuộc triển lãm, tức là ngày 8 tháng 10 năm 1978, riêng Hoa Kỳ gửi đến Turin một phái đoàn 25 nhà khoa học với hàng tấn dụng cụ máy móc, trong đó có một số máy dùng vào việc giảo nghiệm thánh tích này. Phái đoàn của Tòa Thánh có 3 nhà bác học, nhà vật lý học Luigi Goniola, chuyên gia về kính hiển vi Giovanni Ricci và giáo sư bệnh lý học Luigi Baina Bonlo. Những nước Anh, Pháp, Đức cũng gửi một số nhà khoa học của họ đến tham dự cuộc giảo nghiệm vô cùng quan trọng này. Trước hết, tấm vải liệm được đem đến tòa nhà Palazzo Rex cạnh nhà thờ Turin và được đặt tên một cái bàn rất lớn, xung quanh được bao quay bằng những tấm kiến chắn an toàn. Các nhà khoa học chia tấm vải thành 60 khu vực nghiên cứu. Họ lần lượt khám nghiệm, chụp hình, phân tích từng in khuôn vô và tấm vải liệm, những tiến bộ khoa học về các môn học mới như tử thi học, phạm tội học đã giúp ích rất nhiều cho cuộc thử nghiệm này. Sau 2 tuần lễ làm việc miệt mài với tinh thần vô tư, các nhà khoa học đã đi đến kết luận như sau: tấm vải liệm làm bằng sợi bông Ai Cập, được dệt tại Syria, là một xứ thuộc địa La Mã vào thời Giêsu. Ở phía bắc Palestine, tuổi thọ của tấm vải khoảng 2.000 năm. Vào thời kỳ này, dân Âu Châu chưa biết cây bông là gì và phải đợi đến thế kỷ thứ 14 dân Âu Châu mới học được kỹ thuật dệt vải hình xương cá chích. Các vết máu in trên vải đúng là máu người. Hình mặt người in trên tấm vải là do phản ứng hóa học và sự oxy hóa của chất nhờn da mặt, mồ hôi, dầu alo và dầu linh dính trên mặt và thân thể thấm vào sợi vải nhiều ngày mà thành. Cuộc thử nghiệm cũng cho biết đã có một người bị thương nặng, đang ở trong tình trạng hôn mê nhưng vẫn còn sống, nằm trên tấm vải. Chiều cao của người đó là 1m82 và nặng khoảng 79kg. Người đó chắc thắc mắc tại sao tấm vải liệm này có thể tồn tại lâu như vậy. Các nhà khoa học xác nhận vải bông có thể tồn tại rất lâu, không hư. Hiện nay tại Cairo, Ai Cập còn lưu trữ nhiều mẫu vải bông có tuổi thọ từ 3.000 đến 5.000 năm. Các nhà khoa học đã phân biệt được những vết máu khô trước đó và những vết máu tươi chảy ra khi người đó được đặt nằm trên tấm vải. Các vết máu tươi có vành huyết tương viền chung quanh, nhưng nếu một người đã chết cứng thì không chảy thứ máu tươi này. Hơn nữa, các vết máu của lưng, mông, đùi, chân đều nằm trên một mặt phẳng. Đó là tư thế nằm dài của một người còn sống. Người chết trên thập giá, hai chân gặp lại ở đầu gối, ảnh tượng Giêsu mà chúng ta thấy thờ hàng ngày. Không thể có tư thế nằm thẳng như vậy là có máu chảy được. Cuộc xét nghiệm năm 1978 đã đi tới kết quả như trên. Phần lớn là do công lao của các nhà khoa học Mỹ. Khám phá này phù hợp với kết quả cuộc điều tra kéo dài trên 200 năm qua, khởi đầu từ phong trào Enlightenment đến thế kỷ 18 ở Âu Châu của các nhà khoa học gia nghiên cứu lịch sử. Sự thật lịch sử là Giêsu đã thoát chết sau khi bị đóng đinh trên thập giá tại núi Sọ. Vì tội âm mưu gây bạo loạn trong chính quyền, không có chuyện Chúa chịu chết để chuộc tội cho nhân loại, và cũng chẳng có chuyện sống lại, phục sinh, rồi trở về thiên đàng với Chúa là cha nào cả. Hai tín điều này là căn bản cốt yếu của đạo Kitô. Tấm vải liệm xác Chúa Giêsu đã được coi là một thánh tích thiêng liêng duy nhất của Thiên Chúa giáo, bỗng một sớm một chiều biến thành con ngựa thành Troy. Có nguy cơ phá hoại giáo hội từ căn bản giáo lý. Nhiều ký giả của các hãng thông tấn nổi tiếng Âu Mỹ e sợ Tòa Thánh có thể tiêu hủy thánh tích này. Đã mấy lần Reuters và OBI loan tin có mật báo cho biết Vatican có âm mưu thủ tiêu thánh tích. Mỗi lần như thế, Vatican lại phải lên tiếng cãi chính là thánh tích vẫn còn ở Turin. Thực ra vì thánh tích này đã quá nổi tiếng và quá nhiều triệu người trên thế giới đã từng hành hương chiêm ngưỡng nó, nên Tòa Thánh cũng khó có thể tiêu hủy nó được. Dưới tiêu đề "Vụ lừa bịp của thế kỷ", cuối cùng Tòa Thánh cũng tìm ra được một giải pháp để vô hiệu hóa kết quả khảo nghiệm của Ủy ban Khoa học Quốc tế năm 1978 nhằm bào chữa cho thuyết cứu rỗi và phục sinh. Năm 1988, Tòa Thánh triệu tập một ủy ban khoa học hạn chế gồm toàn những người do Tòa Thánh chọn lựa. Ủy ban này dùng phương pháp radio carbon để định tuổi tấm vải liệm. Kết cuộc, ủy ban gà nhạc nói rằng tấm vải liệm đã được nguy tạo vào thời Trung Cổ, khoảng từ 1260 đến 1390. Tòa Thánh tổ chức cuộc họp báo tại London trong tháng 10 năm 1988 để công bố kết quả như trên. Mấy tháng sau, vào ngày 28 tháng 4 năm 1989, ký giả Ý Orazio Petroliciolo tháp tùng giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong chuyến công du Madagascar. Trên máy bay, ký giả có dịp phỏng vấn giáo hoàng về tấm vải liệm. Giáo hoàng trả lời tấm vải đó hiển nhiên là một thánh tích. Về câu nói thánh tích đó xác thực không, ngài trả lời nếu là một thánh tích thì nó phải là tính cách xác thực. Việc ký giả Petrosilo phỏng vấn giáo hoàng trên máy bay được thuật lại trên báo của Tòa Thánh là tờ Osservatore Romano ngày 3 tháng 5 1989. Nhưng các ý kiến nói trên của giáo hoàng thì lại bị tờ báo đục bỏ. Chẳng qua vì kết quả khảo nghiệm của Ủy ban Khoa học Quốc tế năm 1978 tại Turin đã phát giác một sự thật lịch sử là Chúa Giêsu đã thoát khỏi nạn chết trên núi Sọ, nên buộc lòng Tòa Thánh phải phủ nhận tính cách xác thực này để thuyết cứu rỗi và phục sinh được tồn tại. Tuy nhiên, khi phủ nhận tính cách xác thực của tấm vải liệm, Tòa Thánh đã mặc nhiên phủ nhận tính cách không thể sai lầm của ngôi vị giáo hoàng, người thay mặt Chúa trong lúc giáo hoàng Julius thứ hai năm 1506 đã tạo ra luật công nhận thánh tích này là thật. Nay Tòa Thánh nói ngược lại, tức đã không công khai xác nhận giáo hoàng Julius II sai lầm. Nói khác đi, Tòa Thánh đã tự phủ nhận sự không thể sai lầm về các vấn đề tín lý của chính mình. Tín điều Đức Mẹ đồng công và tín điều giáo hoàng không sai lầm sẽ đưa Công giáo La Mã đến chỗ chết. Tận thế, đây cũng là một điều rất đáng buồn cho Tòa Thánh, nhưng dầu sao cũng ít nguy hiểm hơn là sự công nhận tính cách xác thực của thánh tích này mà phái đoàn khoa học đã thử nghiệm năm 1978. Sau tháng 10 năm 1988, lễ kính thành thánh tích hàng năm vào ngày 4 tháng 5 dương lịch đương nhiên bị bãi bỏ. Thành phố Turin vĩnh viễn mất đi một nguồn lợi kích xù thu được của khách thập phương đến hành hương chiêm bái thánh tích hàng năm. Kể từ ngày 4 tháng 5 1990, nhà thờ Turin được lệnh đóng cửa vô hạn định. Những thế kỷ vinh quang của tấm vải liệm lịch sử đã chính thức cáo chung. Điều Tòa Thánh mong muốn là thánh tích và những câu chuyện liên quan đến nó sẽ chìm vào trong quên lãng của nhân loại. Chắc Lưu Nguyện. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Phần 1.4 là phần cuối cùng. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ mình và sẽ được nhận những bài viết mới. Mến chào tạm biệt các bạn.